để kịp thời tận dụng cơ hội của thị trường EU nhằm thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị này, các bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi, nhận diện về bối cảnh, những khó khăn thách thức cũng như tiềm năng, yêu cầu của thị trường EU để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tái cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản, tổ chức lại sản xuất phục vụ xuất khẩu, tăng cường công tác thông tin thị trường và cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành trung ương với các địa phương, kể cả từ nơi sản xuất đến nơi xuất khẩu, cũng như các chủ thể tham gia chuỗi giá trị, hướng tới việc thâm nhập và phát triển xuất khẩu ổn định sang thị trường EU. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị các cơ quan liên quan cũng như các địa phương cùng phối hợp tiếp tục phổ biến về cơ chế chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường EU, kịp thời có hướng dẫn, giải đáp về các quy định tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn sản phẩm của EU để các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản có kế hoạch kinh doanh phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong thời gian tới.